Nhóm ngôn ngữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì hai chị em tụi mình rất là vui mừng luôn các bạn ơi. Thay mặt cho Mạnh Thường Quân giấu tên đi hỗ trợ bốn hoàn cảnh gia đình nghèo đang gặp rất là nhiều khó khăn luôn các bạn ơi. Ở ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đi cùng với lại hai chị em tụi mình hôm nay có dì Phượng là phó ấp của ấp Bình Hòa. Thì hôm nay mình sẽ đến với một hoàn cảnh, đó là gia đình của cô Diễm. Thì nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Hiện tại thì hai mẹ con đều bị bệnh nữa, rất là nghiêm trọng luôn. Thì bây giờ xin mời tất cả cô chú, anh chị và các bạn cùng vào thăm gia đình nha. Dạ, mình vô đi hả dì Phượng? Dạ, chào anh. Con chào cô nha cô. Chào cô Diễm nha. Dạ. Dạ. Cô ngồi xích qua đây với con đi cô Phượng ơi. Cô Diễm cứ ngồi đi, dì Phượng xích qua nha dì Phượng. Dạ, trừ một khoảng đó cho con của cô ngồi là được rồi. Con được biết đó là nhà cô chỉ có hai mẹ con thôi hả cô? Dạ. Năm nay cô Diễm bao nhiêu tuổi rồi? 43 tuổi rồi. 43 tuổi. Còn con của cô bao nhiêu tuổi rồi? 24 tuổi rồi. Anh ngồi đây với tụi em nha. Dạ. Hồi đó giờ là mình sống là có hai mẹ con hả cô? Dạ, ba nó bỏ nó lúc nó 3 tuổi, chỉ có một mình chị nuôi nó. Dạ. Anh tên gì vậy anh? Tính. Anh Tính, xích qua đây giùm em xíu nha. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ. Hiện tại là nhà là hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống thôi. Hồi lúc đó mà cô Diễm chưa bị bệnh đó là cô đi làm gì hả cô? Bán bún riêu ngoài chợ. Dạ. Đặng mà mình mua gánh bán bưng nuôi con đi học. Dạ. Nó là học đại học sư phạm cũng có tốn tiền gì nhiều, cho nên chị cũng ráng cố gắng mà nuôi con. Ừ. Đó. Cô lo cho con cô học đến đại học luôn. Dạ. Dạ. Giờ lại ra trường chưa cô? Nó ra trường rồi. Dạ. Trước mới đi về đây là khổ lắm, đi làm hồ á, xách hồ chỉ có 60 ngàn một ngày thôi. Nhưng mà cũng ráng, đâu có chỗ đâu ở. Đất này là chỉ ở đầu đất của đình, còn cái nhà này đó là từ thiện mới cắt cho năm rồi. Dạ, từ thiện cắt luôn. Chị cũng không có tiền để mà cắt nhà nữa, thì làm được bao nhiêu cái đồng thì dành dụm để nuôi con ăn học. Chứ đâu có tiền đâu mà để được cắt nhà. Dạ. Cái nào thấy nhà của chị gần sập đó, cái mấy chú từ thiện đó, mới cắt cho đó. Chứ cũng không có tiền đâu mà cắt nhà nữa. Dạ. Nhà trước có nhỏ xíu xíu à, muốn sập rồi. Dạ. Cô bán bún vậy đó là một ngày là được bao nhiêu tiền với cô? Bữa nào bán đất thì lại được cỡ 100, bán ế thì vài chục ngàn à. Dạ. Rồi mình ăn gói ghém thì cũng còn dư được vài chục vậy đó. Dạ. Nhưng mà lúc đó trước khi mà mình phát bệnh đó, thì với cái số tiền đó là mình có thể lo cho cả cô và con cô đi học luôn. Đó là mình tiện dữ lắm, tôi không có ăn gì hết trơn, nhà có gì thì ăn nấy. Nhiều khi mua có 10 ngàn cá cơm ăn mấy ngày vậy đó. Nói mấy em đừng có cười, tại vì nhà mình quá khổ, phải tận tiện, đừng có tiện mới nuôi con được. Dạ. Rồi bây giờ là cô bị phát bệnh lâu chưa cô? Phát bệnh thì năm rồi, là đi nhập viện ở Đa Khoa An Giang. Dạ. Nhưng mà lúc đó thì ở dưới người ta nói cho mình là chỉ nhiễm trùng đường ruột thôi. Rồi cái thấy cũng chắc cũng không có gì. Rồi bây giờ càng ngày nó càng đau nhiều. Nó đau mà đau muốn đứt ruột, đau chịu không nổi luôn. Xong cái phải nghỉ bán, đâu bán nổi đâu. Đi còn không nổi sao bán. Rồi cái thằng con nó mới nói thôi bây giờ con đưa mẹ đi theo con lên đại học y dược, khám tổng quát có biết mẹ bệnh gì đâu chị. Dạ. Thì đi cái mấy mình đi mới vay tiền ta, rồi cái đi mới lên cho anh biết bệnh mình gì đó. Bác sĩ cho biết là bây giờ trong cái đại tràng nó có một cái khối u, mà bác sĩ cho biết khối u là mình bị ung thư. Dạ. Là nó phát cả năm trước, tại vì mình không biết. Tại vì giống như là cô, thứ nhất là cô cũng sợ đúng không, cô cũng sợ là phát bệnh, thứ hai là mình cũng chưa có điều kiện để mà đi khám. Nói chung là vậy. Dạ. Đó, cái cứ gắng cố gắng mua thuốc tây ở tiệm uống cho nó hết đau qua cơn, rồi bắt đầu mà đi bán mỗi ngày viết, rồi cái hết nổi rồi. Dạ. Đau quá đau chịu hết nổi rồi nghỉ. Vậy bây giờ là trong người cô thấy là nó có đỡ hơn không hay là nó càng ngày càng đau cô? Bây giờ là không có được ăn, chỉ uống sữa thôi thì nó không có đau. Tại giờ nó trong đó nó có một cái ổ cứng. Nếu như thức ăn nó không lọt qua là nó sẽ đau, nó thắt ruột mình lại, nó đau dữ lắm. Bởi vậy uống sữa thôi. Đau đó em, mà chết còn sướng hơn sống, đau dữ lắm luôn. Dạ. Bây giờ là chỉ được uống sữa lỏng mà thôi. Em ngủ được không? Em ít có ngủ lắm chị. Không ngủ luôn, tại vì đau quá không ngủ được á. Có ngủ lắm. Dạ. Rồi cô có giấy tờ gì có thể cho con mượn được không cô Diễm? Có ngay đầy đủ hết trơn. Dạ. Cái dương trung tính là của anh hả cô?
Vậy là anh cũng bị bệnh đó hả nó cô? cũng bị bệnh năm rồi á, là hen nó là bị bệnh viêm cột sống dính khớp đó, bác sĩ cho biết uống thuốc nó tới 40 tuổi luôn đó, chứ không phải là uống thuốc ngày ăn bữa luôn đó. Vậy là anh tính là ngày nào cũng phải uống thuốc hả? Ngày nào cũng uống hết. Rồi có đi khám bệnh hay là có chữa trị gì chưa anh? Dạ có. Dạ, bây giờ là không uống thuốc thì nó sẽ đau lại, còn uống thì nó đỡ đau hơn. Đây là cái bệnh của anh Dương Trung Tính rồi các bạn ơi. Thì bác sĩ có chẩn đoán là bệnh viêm cột sống dính khớp. Dạ. Bệnh đó là bệnh mới nguy hiểm đó. Nhà em á đám như chúng sói đó chị Phượng. Khổ ơi là khổ gì đó, đã nhà nghèo rồi mà toàn là mang bệnh dữ dằn không à. Thấy má nói bệnh sơ sài rồi cũng đỡ đỡ. Bệnh gì đâu mà ngang. Có hai mẹ con. Còn đây là giấy khám bệnh của cô đó hả cô? Giấy khám bệnh cái này là bên Chợ Rẫy, mình đi nhập viện ở Chợ Rẫy đó. Dạ. Khám tổng quát rồi khám ở Đại học Y Dược. Nguyễn Lê Thị Diễm là tên của cô. Dạ. Mấy cái này là, đây thứ nhất là cái bệnh của, cái này là cô đi nội soi hả cô Diễm? Nội soi. Dạ, là bác sĩ chẩn đoán là hội chứng ruột kích thích. Dạ, kết luận là viêm chợt hen môn dị. Đây, cái thứ nhất. Rất là nhiều luôn. Đây là đại tràng chậu của cô nè. Thì bác sĩ chẩn đoán là cách bờ hậu môn 18cm, có khối u chồi xùi chiếm vị trí lòng ống sôi qua không qua được sinh thiết. Vậy là nó có khối u đúng không cô? Rất là nhiều luôn. Dạ là cái này là cô đi lên trên Đại học Y Dược bệnh viện ở trên đó để cô khám. Vậy là em ơi nha, lúc mà chị biết mà cái vụ mà mình bệnh vậy, bác sĩ nói thẳng với mình là vô phòng khám, bác sĩ cho biết ung thư nha, là chị quỵ tại chỗ đó luôn đó. Nhỏ kia nó kè với thằng con nó kè nghe là thiệt tình không biết, giống như bị sét đánh. Tự nhiên mình bị nghèo mà còn thêm mang bệnh hiểm nữa. Rồi thí dụ nói đi, lỡ chị sớm có hai mẹ con ai nuôi thằng này. Thấy nha, cuộc đời đúng là nó khổ gì mà khổ cùng cực, không thể nào nói được. Cô hãy lạc quan yêu đời lên nha cô Diễm. Con hy vọng là sẽ có những cái mạnh thường quân có tấm lòng cao cả đó giúp đỡ cho gia đình của cô. Thì con không biết là cô có hỏi bác sĩ về cái chi phí mà cô sẽ phẫu thuật không? Cô có định là sẽ phẫu thuật không? Có luôn, có bảo có mà bác sĩ cho mình cái biết là cái ca phẫu thuật đó đóng vô là phải 82 triệu. Tiền phòng mình nằm phải dần tiền phòng là 10 triệu nên là tổng số là 92 triệu. Mà dạ. Cưng nói đi, nhà chị nghèo như gì nè, tiền ở đâu mà nói chục triệu không? Giấy tùy dân nó có để cho mình biết. Đây là nó có đầy đủ hết trơn á. Rồi mấy lo đó vậy đó, rồi bà con cô bác sớm chồng ai ta cũng thương mình. Lại thăm cái ta cũng cho tiền. Nói của ít lòng nhiều người cho vài chục trăm như đó. Vậy là bây giờ là ai đâu mà có tiền nhiều cho mình. Ở đây có để cái chi phí mà dự kiến phẫu thuật cho cô là sẽ trên 80 triệu. Tạm ứng trước sẽ là 10 triệu. Còn tiền phòng là đây có từng luôn, phòng 1 giường thì 2,4 triệu, phòng 2 giường là 1,8 triệu, còn phòng 4 giường là 1,4 triệu trên một ngày. Nếu mà bây giờ phẫu thuật thì con nghĩ là cô có phải chơi 100 triệu đúng không cô? Thì mới đi đến nó phẫu thuật được. Thì mình vô cái bệnh vậy đó, nó chi phí nó sẽ cao. Chứ bình thường thì chắc cũng không có tới vậy đâu. Ngày hôm nay thì tụi con đến thì cũng được sự giới thiệu của dì Phượng. Thì cũng tụi con cũng không có biết là tình trạng của cô với lại anh nghiêm trọng như vậy. Thì con xin được thay mặt cho Mạnh Thường Quân giấu tên hỗ trợ trước cho cô một cái phần quà nhỏ nha. Thì tụi con sẽ hy vọng là sau cái clip này á, thì sẽ có nhiều Mạnh Thường Quân hơn ủng hộ đi giúp đỡ cho cô lên ca phẫu thuật nha cô. Trước mắt thì con hỗ trợ cho cô cái phần quà là 500.000 của Mạnh Thường Quân giấu tên, giúp cho cô với lại anh vượt qua khó khăn cái trước mắt. Thì con hy vọng là sau này tụi con sẽ đến thật là nhiều để giúp cho cô nha. Cô cố gắng lạc quan yêu đời lên nha cô. Cảm ơn. Dạ không có gì đâu ạ. Hoàn cảnh gia đình tiếp theo mà hai chị em mình cùng với cô Phượng theo Mạnh Thường Quân xin phép giấu tên. Cái thăm ngày hôm nay đó là cô hay quê với các bạn, thì để hiểu rõ thêm hoàn cảnh của cô thì xin mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn cùng vào nhà với hai chị em con cùng với cô Phượng ạ. Dạ con chào cô. Dạ chào cô nha cô. Dạ mình ngồi đây luôn ha. Ngồi luôn. Dạ cô hai, thì cô hai ở đây với ai cô hai? Ở đây với thằng con. Dạ một người trai con này nó cũng bệnh, nó bệnh nó nói chuyện sành sàng, nó kỳ lắm.
Vì bây giờ á, cô đi sáng cô đi bán số, cảnh cô bán số có 100 vé là về cái mua cá mắm, cá mắm đồ ăn, thì mua thuốc đồ uống. Dạ. Yeah. Cô đi bán vé số là thường cô bán ở đâu cô? Bán ở dưới Bình Hòa chứ. Bán dưới Bình Hòa. Ở đây mà xuống Bình Hòa là mình đi bằng cái gì cô hả? Đi xe máy, xe đạp á. Đạp xe đạp xuống dưới. Rồi bán thông thường thì cô bán tới mấy giờ hết? Bán tới 10 giờ. Có 100 vé tới 10 giờ. Dạ. Yeah. Cô cho con hỏi đó là cái tay của cô á là bị sao cô hả? Mần gạch, hồi đó mần gạch năm nay nó 15 năm rồi. Dạ. Yeah. Mần gạch sao mà? Mần gạch đó giờ mới đập cục tà lệt như nè, rồi cái nó đưa vô trong cái máy, nó giật cái máy, nó giật cái tay, nó dâng cái bàn tay. Có tháo khớp không cô? Để tháo đi, nó cưa cái ngang đây nè cô, đó, cưa tới đây giờ. Rồi giờ là giờ chỉ có vậy thôi. Rồi cái tay bên đó, bên còn lại thì là mình có thể làm được hết tất cả mọi việc luôn cô hả? Mình may lại đó hả? Không, ý là con nói là cái có tay bên này của mình đâu thì chạy xe, đi bán số rồi đi về, không có mặn được cái gì hết trơn. Dạ. Rồi ngoài cái người con trai mà hiện tại ở trong nhà thì mình còn người con nào nữa không cô? Còn thằng kia thì nó đi mặn xa lắm cô, nó mặn ở Bình Dương á. Mặn dạ. Đủ nó sống mà tôi cũng giá cho nó sống đủ nó thôi. Dạ. Còn thằng này giờ á thì mỗi ngày mới bán, sáng thì cho tiền ở nhà nha, là đi mua bún là bánh gì đó không biết là 10 ngàn cho ăn. Rồi đó rồi cái dở về cái đi mua cá mua mắm ăn đó, hoàn cảnh thấy khổ lắm cô ơi. Anh là giờ không có đi làm gì được trơn hả cô? Không có gì trơn, có chú Phương để chú biết tâm thần nhận thấy tâm thần mà biết bệnh gì kỳ lắm. Cô có dắt anh đi khám bệnh không cô? Có đi khám bệnh luôn mà không chịu làm bệnh nữa chứ nhập viện rồi sao cô, đi tới vòng mà Đồng Nai nói luôn đó. Dạ. Yeah. Vậy là anh là chỉ quanh quẩn ở nhà vậy thôi, cũng khó khăn cho cô. Rồi một mình cô thì phải bươn chải cho cuộc sống nữa. Nhờ. Cơm đó, cô nấu được sao? Được, nấu cơm là được. Còn bằng cá bằng mắm đó thì mấy người ở ngoài chợ đó. Nhờ. Người ta biết mình rồi, cái người ta mặn cho mình. Dù thịt nó ngoài, muốn mua thịt đó thì nó cũng mặn thờ mà người ta cắt sắt cho mình. Nhờ, mình muốn nấu cái gì thì mình nói với người ta rồi người ta làm sẵn cho mình luôn ha. Tại vì cái cánh tay trái á, cánh tay phải là thuận hơn đúng không cô? Dạ. Vậy hồi đó lên cái tay này nó ngay đi, mình nó cầm dao cầm này kia được. Dạ. Bây giờ cái tay này nó mắc còi, nó không có cầm được gì hết trơn á. Dạ. Rồi con khi cầm đũa cầm không được, nó hoàn cảnh nó khó khăn lắm đó cô ơi. Dạ. Cô năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô hả? Năm nay 61 tuổi rồi. 61 tuổi. Dạ cũng lớn tuổi rồi mà mình đi bán vậy đó, không biết là mình có mệt hay bệnh hoạn gì trong người không cô? Có nhiều khi nhức đầu thì mình đi mua thuốc để trong túi mình theo mình uống rồi mình chạy xe về. Dạ. Vậy là không có bệnh gì nặng hết. Dạ. Nhưng cũng đỡ ha. Ngay thì đó hồi nào tới giờ không có bệnh nặng. Mà hôm trước á thì bác sĩ cô khám á nói sao là bà đột quỵ đó nha. Thì tôi cũng sợ nữa cô. Giờ cũng sợ nữa ngay đi. Rồi cô cởi thôi mình bán 100 vé số mình đi về đủ sống một ngày được rồi. Dạ. Mình có những cái triệu chứng gì mà bác sĩ lại nói mình như vậy cô biết không? Có. Bác sĩ nói gì nè, bà mà hơi mệt mệt mà hơi nhức đầu đó phải ngồi xuống. Chứ như bà đừng có chạy bườn tới, bà phải ngồi xuống. Cô cũng cố gắng giữ sức khỏe mình nha cô. Dạ. Yeah. Mình đến lo cho gia đình nữa. Dạ, thì hôm nay tụi con ghé thăm cô thì cũng được sự giới thiệu của cô Phượng ở đây. Yeah. Cũng biết được hoàn cảnh gia đình của mình khó khăn quá cho nên là có một cái phần quà thì con thay mặt cho Mạnh Thường Quân xin phép giấu tên. Con muốn gửi cho cô nha. Dạ. Yeah. Dạ, đây là 500 ngàn của Mạnh Thường Quân xin phép giấu tên gửi tặng cho cô nha. Cảm ơn cô. Dạ. 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 Hội gia đình tiếp theo mà hai chị em tụi mình cùng với lại cô Phượng ghé thăm là gia đình của cô Hai Dung thì hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Hiện tại thì cô có hai người con bị bệnh tâm thần nữa các bạn. Thì bây giờ xin mời tất cả cô chú, anh chị các bạn cùng vào thăm nha. Dạ. Xin chào gia đình, chào túi, chào Ngân, chào cô Hai. Ngồi đàng hoàng nghe ngang. Từ từ nghe nhà. Anh Tú xích qua đây nè. Xích qua. Nhà hơi yếu một chút. Nè bước đây ngồi đi, cái đó má. Dạ dạ. Gia đình mình là có 3 thành viên hả cô Hai? Dạ. Dạ, là có bé Ngân với lại anh Tú. Dạ, năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi? 46 hay gì á. Dạ, còn anh người con trai lớn của cô?
là nó 23, 24 gì cũng không biết gành nó, tại cũng không biết chữ. Còn Ngân thì sao bé này? Bé này bệnh hồi nhỏ lắm. 8 tuổi ha. Dạ. Thì con cũng biết là hoàn cảnh gia đình cô rất là khó khăn luôn. Là hôm nay tụi con cũng được sự giới thiệu của chính quyền địa phương nên là đến thăm gia đình cô nha. Hằng ngày ở nhà thì cô làm gì hả cô? Đi hái rau rồi sáng ra chợ bán. Đựng nuôi hai đứa bé. Vì là rau muống rồi rau chay gì là hái hết. Dạ, một ngày cô bán gì đó là được bao nhiêu tiền? Bán ngày chừng 30 ngàn. Ngân ngồi đàng hoàng cho cô, Ngân giỏi cho cô coi coi. Giỏi nha. Rồi bán ngày là được 30 ngàn, làm sao mà đủ lo cho hai người con? Ra ngoài mua đồ thêm bán chút ít kiếm lời được 20 mấy ngàn nữa. Cười kìa. Dạ, mua là cô mua cái gì hả cô? Đúng rồi, chụp hình. Mua dưa leo hoặc là mình mua bầu bí cái nào rẻ rẻ đó, cái mình mua mình bán kiếm thêm. Dạ, vậy là ngày thu nhập cũng tầm 50-60 ngàn. Dạ, cô có đủ để mà lo lắng cho hai người con của cô không? Không đủ. Bữa nào mà không đủ gắn bư vào rau thiệt nhiều vô. Dạ, con không biết là anh là bị bệnh là hồi đó tới giờ luôn hay sao hả cô? Nó bị lúc 5 tuổi. Dạ, là có sốt hay là có gì không cô? Nó bị sốt não đó, tự nhiên bệnh cái nó giật đó, rồi tới lớn luôn vậy luôn. Dạ. Còn bé Ngân thì sao hả cô? Bé Ngân này bệnh trong bụng mẹ. Trong bụng mẹ? Là cô đã biết như vậy rồi nhưng mà vẫn sanh em ra đúng không? Không, như là sanh ra rồi bắt đầu cỡ 10 bữa sau nó mới giật. Dạ. Mới biết. Dạ. Thì bây giờ là bé cũng không có được đến trường luôn. Dạ. Nếu mà có điều kiện thì phải học ở đâu ạ? Long Xuyên đúng không cô? Chắc khả năng đưa không được. Dạ. Con hỏi một câu tế nhị là không biết là ba của bé đâu rồi hả cô? Ba nó lúc đó sanh mới có 8 tháng thay vợ bé. Dạ, bây giờ là ở chỉ có ba mẹ con thôi. Dạ. 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 Anh Tú ơi, hàng ngày là anh Tú ở nhà có làm gì không? Có, nấu tiếp. À, làm tiếp hả? Anh làm gì tiếp mẹ? Nấu cơm tiếp. Nấu cơm được hả cô? Nấu cơm điện. Nấu cơm điện. À, rồi có đi làm gì nữa không? Đi làm mướn. Đi làm mướn. Làm mướn có tiền không? Tại cho nhiều lấy nhiều. Rồi đi làm có khi nào mệt bệnh gì không cô? Có lắm lúc nó muốn xỉu luôn vậy đó. Cái người ta thấy người ta biết ý nó, cái người ta không cho màng cao. Dạ. Đi gấp gạp cho thằng Lâm chảnh đó chị Phượng. Đi mà người tiền có đưa cho cô không? Có, như phụ mua sữa cho bé này nè. Bé nó phải uống sữa hả cô? Uống sữa, nó ăn cơm ít xịu à. Dạ. Ủa vậy là uống ngày chắc cũng tốn tiền nhiều cô không, hả? Không, cỡ này ngày uống có 2 bịch à. Dạ. Uống sữa mà bò đó hả? Dạ. Ngân thích uống sữa không? Thích hả? Có muốn được mua nhiều sữa không? Thích không con? Cô hỏi kìa, trả lời tào lao. Thích không? Không chịu con. Không chịu, phải nắm tay anh, rồi nắm tay anh. Chụp hình. Chụp hình, đúng rồi, nay cô đến cô chụp hình nha. Dạ, nuôi hai anh với lại em chắc là vất vả lắm hả cô? Dạ. 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 Con thấy là cũng rất là dễ thương, hiếu thảo với lại cô luôn. Chắc là cũng không có quậy phá gì đâu cô hả? Ít lắm, chờm sớm ít có mít lòng ai lắm. Dạ, vậy là cũng được hả cô? Trong người cô có bị bệnh gì không cô hai? Bệnh tim. Tim hả? Con không biết là tim là cô bị sao. Lúc đó có bầu nhỏ này nó như nó mệt hoài. Nấu kem. Dạ. Rồi thấy nghèo khổ không có đi khám. Rồi bây giờ cô đã đi khám chưa? Không có đi. Bỏ liều luôn. Nhưng sao cô biết cô bị tim? Tại xanh đó, lúc đó xanh dưới đó bác sĩ cho biết. Dạ. Xanh dưới ông Xuyên đó. Cô bác sĩ nói là mẹ đứa bé bị tim. Dạ. Cô hai đừng có xúc động nha. Rồi con nghĩ là cô nên đi khám đi cô, để mà chữa trị đó. Tại vì con cũng thấy anh với lại em á, còn em thì nó còn quá nhỏ, cho nên cô cũng cố gắng đi khám, đi điều trị. Mình móc tiền mình đi nha cô, để mình có sức khỏe để mà chăm lo cho bé Ngân tới lớn nha. Không biết chết rồi, ai nuôi hai nó. Dạ. Thôi cô đừng có buồn nha. Tụi con hy vọng thì sắp tới sẽ có những mạnh thường quân có tấm lòng tốt sẽ giúp đỡ cho gia đình của cô thêm nha. Để cho cô đi khám bệnh rồi cô điều trị bệnh của mình. Chứ để cô để hoài 8 năm rồi, không biết là nó có sao không đó cô. Cố gắng nha cô. Dạ. Hôm nay thì mấy chị em con đến cũng có một cái món quà muốn dành tặng đến cho cô, anh Tú với lại bé Ngân luôn nha. Dạ. Cô hãy vui lên nha cô. Đây là cái số tiền 500 ngàn của mạnh thường quân giấu tên. Gửi đến cho gia đình của cô nha. Chúc cho cô nhiều sức khỏe nha cô. Ngân có vui không? Vui con.
Anh Tú vui không? Dạ. Cảm rồi ngăn nói cảm ơn đi. Khoanh tay cảm ơn. Giỏi, anh Tú hay sao? Anh Tú nói cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, rồi chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Hy vọng có dịp gặp lại nha. Xin chào. Chào Ngân nè. Chào Ngân. Hộ gia đình cuối cùng hôm nay mà mấy chị em tụi mình cùng với lại cô Phượng đến thăm đó là gia đình của chú Bảy Phước. Thì hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn luôn. Hiện tại chú còn mang cái bệnh là tai biến đó các bạn. Thì bây giờ xin mời tất cả cô chú, anh chị, các bạn cùng vào thăm gia đình nha. Dạ. Con chào chú Bảy ơi. Dạ, chú Bảy có mấy đứa ngồi trên ghế. Chú không có ngồi ở dưới được đúng không? Chỉ thể có thể là ngồi trên ghế thôi. À con chào cô. Dạ. Vậy thôi tụi con ngồi đi, ngồi ghế đi. Thôi mình xuống dưới đây ngồi đi ha, rồi để cho chú ngồi ở đó đi ạ. Dạ được, mình xuống dưới đây ngồi đi. Mình đỡ chú qua giường ngồi được không? Có thể tự đi được không chú Bảy? Qua giường. À, chú Bảy qua giường ngồi là được rồi. Dạ, cô đúng ngồi kế chú đi. Đỡ đi cô ơi. Không à. Cô ngồi dưới đây với tụi con được không cô? Ngồi dưới đây nha. Dạ, để cho chú ngồi ở trên thôi cô. Dạ. Cô qua đây đi, cô qua đây nè. Cô qua đây nè. Để mọi người sẽ thấy rõ cô hơn á. Dạ. Thì hôm nay tụi con cũng được sự giới thiệu của cô Phượng là phó ấp thì cũng biết đến hoàn cảnh gia đình của cô chú. Dạ, thì không biết là hiện tại là chú Bảy với lại cô là sống ở đây là mình còn ai nữa không ạ? Hai chồng già sống, còn hai đứa con đi làm mướn rồi. À, là mình chỉ có hai người con thôi. Bốn đứa mà có vợ chồng hai đứa, còn hai đứa chưa? Hai đứa chưa. Rồi hai người con đó đi làm thì có gửi tiền về phụ giúp cho mình không hả cô? Thì năm sáu năm nay là nó gửi tiền về ở mướn thuốc trị bệnh không đó. Dạ. Rồi chú Bảy là bị tai biến bao nhiêu năm rồi ạ? Mới năm nay à. Năm rồi với năm nay 2 năm rồi. Còn về thì khớp là 6 năm rồi đó. Chú bị sao ạ? Bị khớp, đa khớp, nang thận, mắt cườm nước luôn. Dạ. Quay qua tai biến là hồi năm ngoái năm nay. Mở hết cái đường. Dạ. Hồi trước á, lúc mà mình còn khỏe đó chú, mình có đi làm gì không chú? Làm mướn không ạ? Làm mướn, ai mướn gì thì làm cái đó. Dạ. Rồi bây giờ chú bị mang cái bệnh á, rồi chắc là khó khăn lắm hả chú? Bây giờ không có tiền đi khám nữa cô, không có tiền chữa. Bệnh bông, bệnh luôn. Có bệnh gan, thuốc bệnh gan. Không. Không có ren. Mình thì không có gì chơi á, chỉ có vậy đó. Còn đại cái mình bụng bự là cái giò hay không không à. Dạ. Cái giò chúng nó bị sưng đúng không? Tới giờ mà không hết luôn mà, ổng không có bị tiểu đường, phải tiểu đường nhất rồi đâu có bị đâu. Dạ. Bụng không. Như vậy rồi cô ở nhà cô có làm gì không cô Bảy? Ở nhà nuôi ổng, sắc thuốc rồi hai đứa cháu nội, đứa đi học rồi đứa cháu nội nhỏ nó giữ hồi 8 tháng nó về cho cha mẹ đi mằng đó. Dạ. Nghèo khổ mà đi kiếm tiền đi mướn thế không à. Dạ. Hai người con chưa có lập gia đình thì cũng giúp đỡ cho hai vợ chồng của chú. Ổng đau bệnh hoài không có gì. Nhà dột lên dột xuống vậy đó. Mấy năm trước có mưa là dột có chờ chị Phượng. Đi bộ đội về đi mình vẫn làm luôn. Còn đứa cái Út chưa đủ tuổi mới. Chưa đủ tuổi mà cũng đâu có tiền đi học, cha bệnh rồi nghỉ đi làm luôn. Dạ. Còn cô có bị bệnh gì không cô? Cô có đi khám đâu biết, ở nhà cũng bị ngồi lâu cái nó đứng vậy muốn không nổi bị tê. Nên một lần này cô có bệnh cái xương sống này nè. Ngồi lâu cái đứng vậy đứng không nổi nó bị nhức đó, cái cô uống thuốc nam cái đỡ mới không gãi nhức lợi. Rồi cũng qua thỉnh thuốc lãnh thuốc của nhà nước uống vậy rồi đó. Dạ. Vậy là chủ yếu là cô mình mà chăm sóc rồi ai chăm sóc ổng đây. Dạ. Nhưng mà cô cũng phải đi khám để mà xem tình hình sức khỏe của mình như thế nào. Cô tại vì dạ cô phải khỏe thì cô mới lo được cho chú đúng không cô? Cô ngồi lâu cô đứng vậy nha, tê đứng vậy đi không nổi. Dạ. Đứng thôi đi không lưng. Dạ. Con cái của mình nó gửi tiền như vậy đó có đủ để mà hai vợ chồng trang trải không cô? Không đủ đâu. Bởi vì nó làm tháng có 2-3 triệu à. Nó có không gì đám tiệc này kia nọ đó. Ông bà nó nè, rồi lớp nào ổng thuốc men hàng ngày. Dạ. Uống thì là cảnh làm mướn không à, không có ngưng. 2-3 ngày là phải chích, 2-3 ngày phải chích. Không chích là nhức lên, lâu dạ, lên. Không chích là nhức. Nếu vậy chích một buổi như vậy thì cũng tốn tiền. Dạ. Nếu mà đi khám thì phải cho chú đi taxi rồi đi xuống bệnh viện khám. Đúng rồi. Dạ. Chi phí chắc là nhiều lắm chú hả? Đi cũng được nữa. Đi phải hai vợ chồng, cũng đâu có người kè. Dạ. Đâu có đi nên đâu. Đi nên được đâu. Rồi thằng cháu nó mới thấy khổ quá, nó cho ở xe lăn ổng đó. Cũng đi vòng vòng cho khuây khỏa đúng không cô?
Hôm nay thì hai chị em tụi con cùng với lại cô Phượng thì biết hoàn cảnh của cô chú đang gặp rất là nhiều khó khăn. Chú thì mang nhiều căn bệnh như vậy đó, thì ảnh hưởng đến gia đình, không có thể nào mà kiếm tiền lo cho kinh tế được hết á. Thì hôm nay tụi con có một cái phần quà muốn gửi đến cho gia đình của cô chú nha. Thì đây là cái số tiền 500 ngàn của Mạnh Thường Quân giấu tên. Thì con xin thay mặt con gửi đến cho cô và cả chú, chúc cho cô chú có nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn mấy cô, mấy cô bên phóng viên ạ. Dạ, cô có vui không? Dạ, cảm ơn mấy cô. Dạ, không có gì. Hy vọng là chú sẽ khỏe nha. Chúc mấy cô sang vui vẻ ha. Dạ.